Thưa quý vị, đến ngày 30 tháng 6 này, dự án đường dây 500 kV mạch 3 phải hoàn thành xây dựng và tiến hành đóng điện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày này, dù thời tiết nắng nóng nhưng các kỹ sư công nhân của các nhà thầu vẫn bám sát hiện trường, thi công 3K4 kíp. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, chủ đầu tư các đơn vị thi công đang quyết tâm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đã cam kết. Tại vị trí móng cột 2A, thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu. Dù trời đã tối, nhưng các kỹ sư công nhân vẫn miệt mài làm việc, lắp ván khuôn, đan thép, hàn khung sắt. Tất cả các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm đổ bê tông và lắp ráp vị trí móng cột này. Thời tiết ở khu vực thi công của đơn vị thì rất là khắc nghiệt. Lúc nặng thì là nặng gay gắt, lúc mưa thì cũng rất là lạnh. Nhưng mà vì tiền đồ mục tiêu của dự án đề ra thì anh em cũng bám trụ thường xuyên ở trên công trường. Hiện không khí thi công trên công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3 hết sức hối hả. Dù thời tiết có những thời điểm không ủng hộ, nhưng các công nhân vẫn bám sát công trường thi công ngày đêm. Những bữa cơm như thế này đã trở nên quen thuộc, với quyết tâm cao là sớm hoàn thành dự án trọng điểm này. Anh em chúng tôi cũng trong công việc hàng ngày thì chỉ có lắp cốt thép, ghép cốt pha, đổ bê tông. Nhưng anh em cũng quyết tâm làm tăng ca từ 12 giờ trưa tới có khi 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Anh em cũng quyết tâm là làm cho hoàn thành trong dự án. Toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty đã thấy được cái tinh thần gấp rút của dự án, nên là cái tinh thần đấy được triển khai đến các đơn vị thi công ở trên các gói thầu để làm sao cho bám sát được cái mục tiêu của chủ đầu tư đề ra, đảm bảo cái tiến độ của công trình. Song song với công tác đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cũng tăng cường kiểm tra, đảm bảo chất lượng dự án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong xử lý đất rừng, hoàn thiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân. Đơn vị được thi công luôn thực hiện để tăng ca tăng kíp, theo trên tinh thần là 3K4 kíp, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương để thực hiện gói thầu đảm bảo đúng tiến độ, sao để đưa toàn bộ dự án vào để đóng điện trong 30 tháng 6. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Đến nay cả 4 dự án thành phần của dự án này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% vị trí móng cột. Phần đầu đến 30 tháng 5 sẽ hoàn thành dựng cột và tiến hành nghiệm thu. Đóng điện vào ngày 30 tháng 6 này, dự án khi hoàn thành sẽ đảm bảo an toàn năng lượng khu vực phía Bắc cũng như góp phần phát triển kinh tế của nước ta.